cả những cổ động viên của Indonesia nữa. Rồi, ghi điểm quyết định cho chúng ta. Đó là tình huống bỏ nhỏ của Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục là Đoàn Thị Xuân, vẫn chưa có điểm. Bây giờ là Tú Linh. Phương phòng ngự rất tốt. Chắn bóng thành công và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là điểm số quyết định dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu bán kết này. Tisia chuyển hai mang áo số 19 sẽ phát bóng mở màn cho trận đấu này. Trong trận đấu mở màn thì các cô gái Việt Nam của chúng ta thi đấu trong trang phục áo đỏ là những người ở phần sân bên tay phải màn hình của quý vị. Tình huống đánh bóng trong sân vừa rồi là của Rachi. Điểm đầu tiên đã thuộc về Indonesia. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là cú đánh của Tú Linh. Đánh biên. Thanh Thúy bắt bước một tốt. Tú Linh vẫn chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Và bỏ nhỏ của Thanh Thúy. Vừa rồi là một tình huống xử lý thông minh của Thanh Thúy. Medi là chủ công sinh năm 1999 với chiều cao 1m68. Đập bóng rất mạnh từ vị trí số 4 của Thanh Thúy nhưng chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Sau đầu, đó là pha xử lý của Trà Giang. Trà Giang đã vào sân ASEAN Grand Prix năm ngoái. Giải đấu diễn ra vào thời điểm tháng 9 năm 2022 và chúng ta có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Indonesia. Thêm một điểm được ghi dành cho đội tuyển Việt Nam và bây giờ thì đoàn quân áo đỏ đã vượt lên dẫn trước. Thì bắt được 1-0 tốt và sẽ là cơ hội tấn công dành cho Indonesia. Đánh biên, đánh thiếu lực của Medi và sau đó thì Indonesia phải trả giá với một tình huống dứt điểm rất uy lực của đội trưởng Thanh Thúy. Nỗ lực cứu bóng của Khánh Đăng. Thanh Thúy, hội tấn công dành cho Indonesia. Đánh biên, chúng ta phòng ngự tốt và đây là cơ hội phản công. Đánh của Thanh Thúy đã đưa bóng ra ngoài sân, rất đáng tiếc. Bây giờ thì Indonesia vượt lên dẫn điểm. Cầu thủ cao 1m85, pha vượt đánh nhanh sau của Indonesia. Tiếp tục là tình huống tấn công ở vị trí số 3 nhưng chúng ta phòng ngự tốt. Thanh Thúy, Rachi đánh biên, đội phản đòn dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy, pha xử lý của Thanh Thúy hơi đuối và Indonesia có thêm một điểm nữa. Thanh Liên, Thanh Thúy đánh bóng không qua tay chắn. Ở tình huống vừa rồi thì chỉ có một mình phụ công mang áo số 10 Gu Lan đã chắn bóng thành công với tình huống tấn công từ sau vạch 3m của Thanh Thúy. Đánh biên, Đoàn Xuân cứu bóng thành công. Sau đầu, chúng ta ghi điểm với tình huống chắn bóng tốt của Tú Linh. Tú Linh đã bắt bài được đối phương sau pha phối hợp vừa rồi. Tú Linh tiếp tục phát bóng. Bỏ nhỏ rất khó chịu của Rachi. Thanh Thúy chắn bóng tốt. Đó là tình huống chắn bóng thành công của hai cô gái cao nhất ở kỳ đại hội lần này. Đội trưởng Thanh Thúy cao 1m93 và Lý Thị Luyến phụ công cao 1m95 là Megawati, là Rachi và Medi ở biên 4, vị trí số 2 và hàng sau. Vừa rồi là cú đánh của Nguyễn Thị Trình. Medi, đội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy, thêm một cú đánh trên chắn nữa của Trần Thị Thanh Thúy. 16-10. Cú đánh của Lý Thị Luyến. Phòng thủ thành công. Thanh Thúy hàng sau. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 21-12. Nỗ lực
phòng ngự của chúng ta. Được 1-0 thành công và xét đấu thuộc về đội tuyển Việt Nam với cách biệt 10 điểm. Hàng sau, pha xử lý thông minh của Tú Linh. Bỏ nhỏ chính là một trong những phương án mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã nhắc tới rất nhiều. Thanh Thúy, đối phương phòng thủ tốt. Megawati đã có lỗi lưới của Lâm Oanh rồi. Công nhanh là của Nguyễn Thị Trinh. Đối phương đang chơi rất linh hoạt trong trận đấu này. Đường tấn công tốt từ hàng sau của Thanh Thúy. Thanh Thúy, Rachi, cơ hội ghi điểm dành cho Thanh Thúy. Tình huống đánh y của Thanh Thúy và bóng đã đi ra ngoài, và do đó tấn công đang chỉ trông cậy vào một mình Thanh Thúy. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 15-23. Trước khi trận đấu này diễn ra thì không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam lại gặp khó khăn đến như vậy trước Indonesia. Và điểm quyết định trong trận đấu này cũng đã thuộc về Indonesia. Họ giành thắng lợi với tỷ số 25-16. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Sau đầu Nguyễn Thị Trinh vẫn chưa có điểm. Đoàn Thị Xuân, đây là Thanh Thúy. Thanh Thúy đánh bóng trong sân và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam 11-8. Thanh Thúy nỗ lực phòng thủ của Đoàn Thị Xuân. Đường đánh bóng sau đầu rất khó chịu vừa rồi. Đoàn Thị Xuân, tiếp tục tấn công ở vị trí số 2. Nỗ lực phòng thủ rất đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam. Và đây là cơ hội để cho chúng ta phản công. Trần Tú Linh, Thanh Thúy hàng sau bỏ nhỏ, vẫn chưa có điểm. Tình huống bóng bền rất hay giữa hai đội bóng, nhưng đối phương vừa ghi điểm sau một pha chắn bóng tốt. Megawati phát bóng an toàn, đánh biên Như Quỳnh, vẫn chưa có điểm. Chắn bóng tốt và chúng ta có được chiến thắng trong set đấu thứ tư. Đó là tình huống chắn đôi của Lâm Oanh và Đinh Thị Trà Giang. Người phát bóng bây giờ là truyền hai Tishia. Thanh Thúy, với cái điểm tiếp tục là Megawati. Cầu phát bóng của Thanh Thúy. Chắn bóng tốt của Nguyễn Thị Trinh và Đoàn Thị Xuân. Hai tình huống chắn bóng tốt liên tiếp với những cú đánh từ biên 4 của đối phương.
Liên tiếp là những tình huống chắn bóng tốt của các cô gái Việt Nam. Cơ hội phản công dành cho chúng ta. Tú Linh. Tú Linh đánh bóng rất mạnh từ biên 4 nhưng vẫn chưa có điểm. Bóng lọt tay chắn mất rồi. Medi đã ghi điểm để giúp cho Indonesia một lần nữa lại vượt lên. Nỗ lực phòng thủ thành công của Tú Linh. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam và lần đầu tiên chúng ta vươn lên dẫn trước trong set đấu này. 98-98 cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là những phút giây nín thở với các cổ động viên Việt Nam và đương nhiên cả những cổ động viên của Indonesia nữa. Cơ hội ghi điểm quyết định cho chúng ta. Đó là tình huống bỏ nhỏ của Đoàn Thị Xuân. Tiếp tục là Đoàn Thị Xuân. Vẫn chưa có điểm. Bây giờ là Tú Linh. Đối phương phòng ngự rất tốt. Chắn bóng thành công và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là điểm số quyết định dành cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu bán kết này. 15-12 là tỷ số của set đấu thứ 5. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netsport.